chào mừng tất cả anh em đến tới Thông Bay Lock kênh giải trí. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ. Mày, về mày cho mình mặc cái áo với mặt may như mọi người là con không may được. Xin phép thầy con có thể chạm lên này xíu được không? À dạ, cái có này, ảnh hưởng gì không? Không, cái này không bị đứt tay đâu, cái này à, không. Cái... ý là con sợ là nhiều khi cái tay của con không có phù hợp với những cái vải này chạm lên thì ảnh hưởng tới cái quá trình tu tập. Sợ bệnh ấy, bệnh tay. Con thì không có sợ. Dạ. Cho quý Phật tử xem kỹ hơn cái này là từng nét chỉ này là thầy tự tay may này. Vâng. Dạ. Vậy là có nghĩa là nó không có cố định một cái tấm vải ở bất kỳ đâu. Dạ. Nhặt rất là nhiều nơi và sau đó thì thầy sẽ khâu lại với nhau. Vâng, đúng rồi. Dạ. Mình nhặt đi trên đường mà thấy miếng vải tốt. Dạ. Hay là cái gì thì mình nhặt mình cầm theo. Dạ. Đến cái chỗ đó nó rách, con nhặt được miếng này nữa. Cái tấm vải này là thầy nhặt ở chỗ nào? Cái áo họ vứt ra trên đường em. Dạ. Thì nhặt rồi xé ra rồi để cái chuẩn bị cái miếng hư á. Dạ. Mình bỏ. Thầy đang may cái gì vậy thầy? Dạ, may cái nó ra chém, nó vải nó bở rồi, giờ con nhặt được mấy miếng vải, con thay mấy miếng vải mục đó mà. Đây, vải này vải lượm lạt đấy con. Thầy cho con xin. Dạ. À, cái này là thầy nhặt ở ngoài á hả? Dạ, cái đây họ vứt ở ngoài chia chỗ đồ của người họ cúng tang hay là cái gì đó, hay là áo họ bỏ á. Cái con còn mới, còn bền chắc, con nhặt về con giặt. Rồi mang theo rảnh ấy, con ngồi con may cái áo. Dạ, đồ đây thì đồ ngoài đường họ bỏ. Dạ. Một số cái đồ của người ta chết này, người ta dùng cho người còn mới đấy, người ta bỏ. Mình với cái có đồ mới hay là vải thợ may hay là cái gì đó, mình nhặt xong mình về mình may cái áo. Chứ cái vải ngoài hắn nhanh mục lắm, được sau 7 tháng là hắn mục. Dạ, vậy thì thầy chia sẻ rằng là vải thì thầy nhặt có thể là của người mất. Dạ. Họ không dùng nữa, thường thường là của người mất á, một á là người ta đem đốt, hai là người ta đem vứt. Đúng rồi. Thì thầy sẽ nhặt lại và sau đó thầy mặc lên người. Dạ, may giặt dẻ rồi sạch sẽ mặc, hoặc là vải mà mấy cái chỗ mà nhà may mà họ còn dư bỏ đấy. Dạ. Là họ những cái góc đó là mình về mình để cắt hay mình tận dụng được. Gọi là để mình cái này là để không phải là cái gì, nhưng mà mình tập một cái hạnh để cho mình siêng năng, chẳng hạn như là mình ít nhất là mình rảnh và mình tu hành thì ấy là mình cũng có một cái công việc của mình để mình vừa làm vừa ấy, là cũng có một cái tạo cho mình cái y áo khỏi phiền tới ai nữa. Dạ. Không có phải lo về y áo, lo với tới chùa xin hay là tới các cái Phật tử hay gia chủ họ có tâm rộng lớn họ cho á. Dạ. Thì mình không có để cho họ có một cái khoản tiền họ trang trải cái đời sống của họ, mình cũng không có, trừ trường hợp mà mình bị đột ngột quá mình không có thì mình mới tới mình xin. Nhưng mà rảnh rỗi thì mình làm được cái cho mình mặc thì nó được cái là thoải mái, khỏi phải phiền tới ai. Dạ, thôi. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy, vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng, bởi những cám dỗ mê hoặc quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn mưu tính hại người, sao bạn không thử đi đến nơi lò mã tánh để nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn là cái còn lại của một kiếp người.